Bản tin trưa ngày 22 tháng 5. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 22 tháng 5. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới: Thượng viện Mỹ thông qua luật hủy niêm yết công ty Trung Quốc. Nga nhận được 50 máy thở viện trợ từ Mỹ. Trung Quốc định áp luật an ninh cho Hồng Kông, Mỹ cảnh báo mạnh mẽ. 66 trường trung học vừa mở trở lại tại Hàn Quốc phải tạm dừng khẩn cấp. Tin tại Việt Nam: CDC Mỹ tại Việt Nam được rót 3,9 triệu đô la Mỹ phòng chống Covid-19. Cách ly người bán hàng rong tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Covid-19. Sau đây là thông tin chi tiết. Toàn thế giới ghi nhận tổng số hơn 5,19 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó có hơn 334.000 ca đã tử vong. Đại dịch đã ảnh hưởng đến hơn 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày hôm nay có dấu hiệu tăng mạnh mẽ hơn khi ghi nhận 105.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Đây là mức tăng kỷ lục từ đầu dịch đến nay. Tại châu Mỹ, Mỹ hiện ghi nhận tổng số hơn 1,6 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 96.000 ca đã tử vong. Mỹ đặt hàng 300 triệu liều vaccine COVID-19. Theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Y tế Mỹ đồng ý tài trợ tới 1,2 tỷ đô la Mỹ để giúp công ty dược phẩm AstraZeneca cùng với Đại học Oxford của Anh đẩy mạnh việc nghiên cứu chế tạo vaccine COVID-19. Đổi lấy 300 triệu liều trong khoảng 1 tỷ liều sẽ được chế tạo. Mặc dù chưa biết chắc chắn hiệu quả ra sao, nhưng lô hàng vaccine đầu tiên dự kiến sẽ được cung cấp vào khoảng tháng 10 năm 2020. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hủy niêm yết công ty Trung Quốc. Dự luật này được thông qua hôm 20 tháng 5, khiến các công ty Trung Quốc như Alibaba hay Baidu có thể bị rút niêm yết tại Mỹ nếu không thể chứng minh họ không bị chi phối bởi chính phủ nước ngoài. Sau tin tức này, cổ phiếu hai công ty nói trên đã giảm mạnh trong ngày thứ 5 ngày 21 tháng 5, mặc dù thị trường chứng khoán chung vẫn tăng. Mỹ lập mạng lưới vệ tinh theo dõi vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc. Theo S&P ngày 21 tháng 5 đưa tin, Mỹ có kế hoạch phóng 150 vệ tinh có thể theo dõi các vũ khí siêu thanh lên quỹ đạo vào năm 2024. Mạng lưới vệ tinh trên sẽ giúp quân đội Mỹ giám sát các vũ khí do hai đối thủ chính là Trung Quốc và Nga phát triển. Tại châu Âu, Nga nhận được lô máy thở 5,6 triệu đô viện trợ từ Mỹ. Theo tin từ Reuters, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đây thuộc lô hàng 200 máy thở từ Mỹ và số tiếp theo sẽ đến trong tuần tới. Cùng ngày, lãnh đạo khu vực Chechnya của Nga, ông Zamran Kadyrov phải nhập viện ở Moscow vì bị tổn thương phổi và nghi ngờ nhiễm COVID-19. Hiện Nga ghi nhận tổng số 317.554 ca nhiễm, trong đó có 3.099 ca đã tử vong. Các trường học Scotland mở cửa trở lại vào tháng 8. Trẻ em sẽ dành khoảng một nửa thời gian để học ở nhà và một nửa ở trường. Thứ trưởng John Sweeney cho biết, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho học sinh và mang đến cho phụ huynh sự đảm bảo an toàn. Tại châu Úc, Úc xét nghiệm nước thải tìm ổ COVID-19 giấu mặt. Tại Melbourne, thủ tướng bang Victoria của Úc, các nhà nghiên cứu sẽ thu thập mẫu nước thải từ ống cống để xét nghiệm virus corona. Nếu xét nghiệm có kết quả dương tính, giới chức có thể khoanh vùng một cụm dân cư, từ đó truy tìm các ca nhiễm. Tại New Zealand ngày 21 tháng 5, Thủ tướng nước này đã đề xuất các chủ doanh nghiệp xem xét quy định cho nhân viên làm việc 4 ngày một tuần và lựa chọn các phương án làm việc linh hoạt để giúp nhân viên giải quyết vấn đề cân bằng cuộc sống. Tại châu Á, Trung Quốc định áp luật an ninh cho Hồng Kông, Mỹ cảnh báo mạnh mẽ. Tờ S&P hôm 21 tháng 5 dẫn các nguồn tin từ Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc sẽ thông qua luật an ninh cho Hồng Kông cấm toàn bộ hoạt động ly khai, lật đổ, hành vi can thiệp của nước ngoài trong các vấn đề Hồng Kông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Morgan Ortega đã lập tức kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự trị của Hồng Kông, đồng thời cảnh báo luật an ninh sẽ gây bất ổn lớn và bị toàn cầu phản đối. Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc, ông Trương Nghiệp Toại hôm 21 tháng 5 đã cảnh báo chính quyền Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ thông qua luật trừng phạt nước này vì đại dịch Covid-19. Mới đây, tại Bắc Kinh cũng đã nới rộng nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nông sản Mỹ. Giới quan sát nhận định đây là nỗ lực của Trung Quốc trước nguy cơ thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ bị hủy bỏ. Trong ngày Trung Quốc khai mạc lưỡng hội thứ 5 ngày 21 tháng 5, sau 2 tháng trì hoãn vì đại dịch, đã xảy ra dị tượng có khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể, vào khoảng hơn 3 giờ chiều ngày 21 tháng 5, bầu trời bỗng nhiên tối đen như mực, xuất hiện cơn mưa lớn và mưa đá. Nhiều người sau đó đã nhanh tay quay lại video và lan truyền trên mạng. Trong kỳ họp này, dự kiến nhiều vấn đề mang tính sống còn của chính quyền Trung Quốc sẽ được đưa ra để thảo luận. Tại Đài Loan, nước này hiện đã kéo dài chuỗi ngày không lây nhiễm trong cộng đồng lên 39 ngày.
hiện Đài Loan xác nhận tổng số ca nhiễm là 441 ca, trong đó có 350 ca là từ nước ngoài về và tổng số ca tử vong hiện là 7 người. Tại Hàn Quốc, 66 trường trung học vừa mở cửa trở lại hôm 20 tháng 5 đã phải tạm đóng cửa khẩn cấp sau khi phát hiện 2 học sinh nhiễm COVID-19. Hiện nước này ghi nhận thêm 32 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 11.141 ca nhiễm, trong đó có 264 ca đã tử vong. Tại Qatar, Bộ Y tế nhấn mạnh rằng sự bùng phát của virus corona đang ở giai đoạn cao điểm ở Qatar. Người dân không nên rời khỏi nhà trừ khi thực sự cần thiết. Bất cứ ai có triệu chứng COVID-19 nên nhanh chóng liên hệ với số hotline 16000 hoặc đến trực tiếp trung tâm y tế để được chỉ định và xét nghiệm virus. Hiện nước này ghi nhận tổng số 38.651 ca nhiễm, trong đó có 17 ca đã tử vong. Tin tức tại Việt Nam, vào 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5, Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào và 36 ngày không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam tiếp tục tiếp nhận thêm các công dân về nước trong những ngày qua. Một chuyến bay đưa khoảng 240 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước đã hạ cánh tại Đà Nẵng hôm 21 tháng 5. CDC Mỹ tại Việt Nam được rót 3,9 triệu đô phòng chống COVID-19. Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, CDC Hoa Kỳ cam kết đầu tư 3,9 triệu đô la Mỹ cho chi nhánh của mình tại Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với COVID-19. Ngân sách sẽ được sử dụng cho công tác xét nghiệm, điều tra thực địa, giám sát và kiểm soát lây nhiễm, v.v. Tin tiếp theo, cách ly người bán hàng rong tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19. Chiều ngày 21 tháng 5, cơ quan chức năng thành phố Bạc Liêu thông báo nhanh về trường hợp người bán hàng rong 32 tuổi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 và có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Theo đó, hôm 16 tháng 5, anh này đã vào khu cách ly đặc biệt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để bán hàng và mua đồ giúp cho bệnh nhân COVID-19. Sau đó, về nhà có tiếp xúc với vợ con và sang ăn nhậu với hàng xóm. Đến ngày 20 tháng 5, người này cùng vợ và con gái 9 tuổi, người hàng xóm tiếp xúc gần đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần đầu của 4 người đều âm tính và đang thực hiện theo dõi. Phạt 30 triệu đồng Tổng Giám đốc sử dụng tài liệu có đường lưỡi bò. Theo VN Express đưa tin hôm 21 tháng 5, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt bà Tổng Giám đốc của công ty Bayer Việt Nam 30 triệu đồng vì đã gửi file tài liệu đính kèm bản đồ đường lưỡi bò cho cấp dưới vào cuối tháng 4 vừa qua. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết tại Việt Nam. Chiều và đêm nay, dự báo ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai có thể mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, cao nhất là 34 đến 36 độ C. Tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía Bắc, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và mưa đá. Nhiệt độ trưa và chiều ở mức 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt là 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Vùng Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ, Nam Bộ 34 đến 37 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Với thời tiết như hiện nay, quý vị hãy chú ý mang ô hoặc áo mưa khi đi ra ngoài để đề phòng những cơn mưa bất chợt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.